nấu lại. Ai biết chú luôn nha. Ô nhiều quá, cà chua nhiều quá, ốc to tui xa. Mày video nha, video nha. Đang video nha. Wow, quá không biết cỡ. Thấy ngay trước là đà ăn ấy, lên đi. À, cái này là lái nhu nhu hơn. Bên kia. Bỏ đây rồi, I plant another one. Oh, next time cái này là muốn ăn chấm luôn à? À, next time à? Cái này, cái này luôn. Cái này là màu purple nha, cái này là màu trắng. Màu green, có phải? Có phải? Màu, xem. Cá tím luôn à, nhưng mà cái này là màu cá. Có phải? Nếu lâu không được. Ồ, nó biết rồi. Very deep nhưng không biết. Oh, nanti oi dah kita kesal nanti oi lah mesti yun ang lon. Kita kesal ki oi lah bangulan lah naron. After 2 weeks you come adai lah, and then the kacu okay ron. Harvest? Huh? Oh, maybe full the ticket lah cannot. Maybe I just go to Mekong Kuchi. Oh, Mekong Kuchi. Maybe with the naron keep to it. I message her rồi nhưng nó chưa tăng sao đâu. Nhưng mà nó another worker they don't know mà. Đúng rồi, cái này là đất mà lấy đi. Bên kia cô luôn. Christina, ta đây nhiều quá. Tomorrow I check all, take out all this one. Cái này là body rồi, không được rồi. And then put this one là like on the ground. Don't like to climb. Oh, $800 rồi. Bacam tu okay luôn. Only cái này lắm, cái này ada video eating. Oh, before Christina kompon ada mau eating, I video on eating. Tay chó đang eating đang video đó sau đó upload video con sao nhưng mà có miếng ở đây là không có comment không có watching luôn. Không phải cái này là outside Việt Nam đúng không? Không biết lắm hả? Nhưng mà cũng có driver nhá. Nhưng mà ai là driver chưa biết. Only one car today mà. Oh maybe. No, Mr. Kim only usum. Very fast to have the leaves. Only 2 days the pot and the unoil cleaning. Kumbi, unoil cleaning. The small, the come by another one, nothing thin one. Oh, come by. Come được. Oh, come. Đúng rồi.
Yeah.